chứ được cái giới số 1 là cũng về tầng số 6 là cũng hơn ở đây rồi. Nó không có vô ba đường ấy, chứ không có bao giờ mà thành Phật liền một kiếp này chứ. Mà về trển là cả nghìn năm thì viết trái đất này nó là cả tỷ năm này. Lúc đó không biết cái loài người đó có phải là 5-6 feet như kiểu mình hay là mắt kiểu này, hay lúc đó loài người của mình á cái mỏ dài nè, cái răng nhọn nữa không chừng, anh nói so alligator không chừng. Tại cái loài người trái đất này nãy thì Hùng giải thích á, thì Hùng hỏi cái gì á, là nó tới 3-4 nghìn tỷ năm rồi, nó cứ xáo trộn hoài. Mỗi một lần mà cái dãy ngân hà trong cái vũ trụ thay đổi á, thì cái trái đất này nó bị hủy diệt, rồi cái tự nhiên nó sanh ra những cái giống như thời người khổng lồ, người lông lá, người trong rừng vậy đó, người từ từ người ăn lông bỏ lỗ vậy, người từ từ cái thành cái người mình. Khi mình có da rồi á thì không có quần áo, thì lông nó dày, da không biết vẫn còn á, ở trên ám. Bây giờ ai mà đổi nó hoài đi, cái tóc nó cũng rụng hết. Tức là mình tùy thuộc vào những cái gì vật chất thì cái đó thiên nhiên sẽ biến mất, nó đơn giản. Con người cấu tạo rất là phù du và mong manh cơ thể mình đó. Thì lúc đó loài người sẽ khác. Còn loài người bây giờ á, là mấy vị nói là loài người của cái thời đại này, cái loài người của thời xưa trên quả địa cầu này không có giống như chúng ta, họ khác hơn chúng ta. Họ bây giờ trong những cái viện bảo tàng cũng còn có những xương sọ đó, có người khổng lồ cổ bố, rồi có những lúc có những người chung chung chừng chút xíu, giống như phim Harry Potter đó, mà có tiệc đó, chứ không phải là phim đâu. Nhưng mà theo khí hậu và theo môi trường, theo thời gian dạng vật thay đổi, cây cối thay đổi, hình thù tướng tá con người cũng thay đổi, ăn uống cũng thay đổi. Hồi xưa con người chúng ta ông bà tổ tiên chúng ta là người ăn lăng bỏ lỗ, làm gì có muối, có tiêu, có gia vị hay là biết làm lưỡi gì đâu. Hỡi mà ra mà giật lộn với con heo con cọp, giật được một là mẹ ăn tao, hai tao ăn lại mày thôi hả. Mà ăn tươi nước sống vậy đâu có làm chảy ra răng đâu, thấy răng nào răng nấy phải bự quá không, thì cứ theo môi trường thôi. Nhưng mà họ cũng là những vị tiên, tiên của thời cổ. Nên bữa mình làm lễ đây á, có rất là nhiều vị cổ Phật hạ xuống cái núi mình, thì không sao. Rồi muôn trùng luôn, tức là hàng chục triệu vị đầy cái sân hết. Edwin ông cũng nhìn thấy mà, ông ngồi thì ông nhìn thấy quá trời lẫm ngõm. Thì cha thì về nói chuyện với Hùng với một clip chứ có kể. Nhưng mà ở Long Bầu xanh hơn kia. Nhà nói khi mình thu xong nhiệm vụ này á, về trời thời gian giống như vacation vậy đó. Thì trái đất nó hết bất công rồi, nó không còn cộng sản nữa, là không còn vô thần, không còn ác nữa. Thì Hù về trảnh để lời cái đạo thế gian. Thì Hù đi những cái hành tinh xa xôi lập đạo tiếp, tức là nghề lập đạo chuyên viên 2000 năm trước, hôm nay cũng vậy. Thì bữa cha cô có nói đó, chứ không phải là nói rồi văn xong mà về nghỉ mệt ở luôn chứ, ở luôn chứ anh cũng buồn á. Tại mình có cái nghề, có cái tài á, mình không làm á cũng bị buồn. Giống như cả 6 triệu người hải ngoại chúng ta, ai cũng là nhân tài hết, học đường làm nẻo mà, học kỹ sư, học bác sĩ ở Việt Nam, học tá lạ hết, học kiến trúc sư qua Mỹ, đổi nghề hết, neo hết cho khỏe lẹ dễ kiếm tiền. Chứ thật sự chúng ta có một cái nghề riêng rất là tài đó, các bạn có biết không? Thông thường nó là hầu hơn phân nửa nha, chứ không phải là mình nói hết, nào cũng phải có số lượng. Ở Việt Nam tôi là optics, thợ vẽ phải không? Việt Nam tôi học về vật lý học, cây cối. Ồ, mấy cái đó kiếm tiền khó quá. Bác Trọng làm năm có ngàn mấy đô. Tôi qua tôi vũ ngày là 4-5 ngàn hơn Bác Trọng gấp mấy lần, không sướng hơn. Ông để ông nhức đầu đi, ông lãnh ít tiền. Còn mình qua quẹt quẹt về bàn tay cái là mình có vài nghìn. Đã cho nên ai cũng đổi nghề.
Nhưng sau khi rồi về nào đó, mấy con đổi ngược lại ngày cũ này để giúp quốc gia mình. Cái đó là cái hoài bão của mình, lý tưởng của mình. Mà học mà không làm được, mà đi làm để mà cung vụ cung phụng cái thân tứ đại á, tức là sáu phàm ham tiền á, thì trở lại là tự gì mình không có chọn được ước nguyện của mình. Chúng ta sống là vì chúng ta có hoài bão, chúng ta ngồi đây là vì các con thương phụ, thương cha, thương Tiên Long Sơn ngồi đây, chứ ai bắt các con tới đây đâu. Giờ trời nắng trời mưa vậy quanh năm suốt tháng, mấy đứa gần đây biết cũng có người về kiếm phụ à. Thì là trong cái a lại gia thức, tôi nhớ tôi phải làm cái gì, tôi phải về Tiên Long Sơn, tại vì cái ông nội này tôi nhớ tôi gặp ổng ở đâu trên trời này. Bây giờ tôi lăng quăng, tôi lạc đường, không biết đường đi, ổng hay dẫn tôi về, tôi mới chịu, chứ còn người khác dẫn là đi lạc tiếp. Kiếm thầy Pháp Hòa đi, ông dẫn đi cho tôi. Thì cái là giới thức mình, nó mới xui khiến mình. Thì hôm nay mình kết tụ lại nơi này. Tại nãy phụ ngồi nói chuyện với mấy dì, mấy dì nói, những người này, đa số, 70-80% là ở trong cái gọi là cái kingdom, cái territory của riêng thuộc của một cái dãy trời mà cha cho phù cai quản, mấy con là tiên chúng trong cái chi dòng. Khi thuộc xuống đây thì hôm nay tụ lại đây để mà là những ngày đầu lập đạo. Đạo Thiên Tâm vẫn còn là trong thời gian đoạn đầu nha, đoạn đầu là đoạn quan trọng lịch sử, giống như cái đoạn mà Chúa trốn chui trốn nhủi rồi bắt đầu cái buổi tiệc cuối cùng là đãi uống rượu gì đó, rồi cái là bị ông Perry thọt cho ông vua, cái ông vua bắt rồi đem đóng ba cái đinh á. Thì cái đoạn mà chạy vòng vòng đi trốn bị rượt á, thì Thiên Tâm mình cũng đang còn giai đoạn nó bị, nó được officially legal trên giấy tờ ở Mỹ. Nhưng mà officially mà tất cả tăng ni sau này, tất cả các tôn giáo trên thế giới phải đứng lên tuyên dinh dấu hiệu Thiên Tâm, đó mới là đúng, đó là cái cuối cùng cả thế giới phải thừa nhận. Và tất cả các tôn giáo, các giáo chủ Đức Giáo Hoàng và những pháp chủ Phật giáo Việt nó phải có những cái ngày đó. Còn bây giờ chúng ta vẫn là những cái đoạn đường đầu mà đã là như vậy rồi. Ở Mỹ 5-7 nghìn, Việt Nam là hơn 1/4 nước Việt. Ai không đeo dấu Thiên Tâm này bất cứ lúc nào có thể bị đột tử. Tại vì những vị thánh thần á, khi mình nhìn vô người á, cái dấu này nó phát quang ra thì người đó có tội nặng cũng được giảm, không có chết bị sần sờ gì đó. Không cần đọc kinh thì là khỏi nói rồi, là tốt rồi. Nhưng mà ý gì nói, mọi người nên hiện giờ, tại vì những ngày sàng lọc á, nó còn go on, tiếp tục những ngày kế tiếp. Đó là khi bữa nay anh Kim Nhân Uẩn ảnh đổi tới cỡ nào, ảnh càng đói á thì ảnh càng muốn bấm nút, tại vì giờ ảnh hù hoài không ai khe tới ảnh nữa, không ai lơ hết, đúng không? Giờ tao làm thiệt, chứ sao tao đốt tao cũng chết, tao bấm thiệt đó, là anh Uẩn. À, rồi cái anh Tập thì sao lưng, anh nói mày bấm thì tao phải bấm theo, tại vì tao bấm thì tao biết tao chia 5-7, nhưng mà ở trong á dân cũng đói luôn rồi, cho nên nổ ra một lượt á. Nước Tàu là nước đúng ra là được hưởng hồng phúc lấy ân, người ta cho kinh tế lên, Mỹ cho kinh tế lên, cho IP vào cái lấy quán trả thù, cho nên hôm nay bị sơ sát lại, nghèo trở lại. Còn nghe cũng vậy, một nước cường quốc nhất nhì, có nó có dầu quả là số 1 nghe, nó có kim cương, nó có vàng nữa, nó mỏ đó, mỏ vàng chứ có đủ hết, chế vũ khí bán khắp thế giới. Nhưng mà hôm nay
điêu tàn nghèo, gần nghèo trở lại. Em thấy đợi lẹ không, giàu sang nước tuôn có một vợ, như bà Trương Hồng Lan bữa nay như người ta đề nghị thuốc độc cho lẹ đó, đúng rồi, bà không có chết là tự gì ma giật ma quỷ giật bỉ, câu này nói lâu rồi, mà chết càng lẹ đó chứ bớt khai nhiều. Ôi mày chết lẹ đi à, để mày đừng khai ra tao, tao bắt mày nhưng mà tao cũng có dính líu, nhưng mà tao không có tình bắt mày, tao là ông tòa tao cũng có ăn hối lộ trong tiền của mày á, nhưng mà mày tao phản cho mày chết lẹ, để cho mày đó là người người chết không biết nói vậy đó, cũng tội nghiệp bà. Nhưng mà bà muốn sống á, dòng họ bà hôm nay phải gặp sư phụ một người đại diện sư phụ mới xin được xin cha. Bà cũng là bà tiên đó con, một coi gốc bà cũng dữ lắm á. Bà ba gì vậy? Chủ tịch nước là bà Ngân là gì? Ngân á là rồng, mà rồng bạch long á, ngậu luôn á, rồng trắng ở dưới biển, dòng tộc của Long Dương á, lên đây làm chủ tịch nước không? Còn mà rồng lửa là trên trời, lửa thiệt á, lửa mà khà cái lửa đó, là bà gì đó, Phương Hành phải không? À, còn ông Dũng là voi á, là loại rồng, cái đuôi thì sư tử, chân sư tử. À, đúng là do là kiểu đó. Còn Phạm Nhật Dưỡng á, là gì không? Con rùa, con rùa vàng dưới nước. Ủa cốt của mấy người này toàn là thứ dữ không à. Rùa, rồng, quy được không? Bill Gates là con chim thôi, con chim giống nhân công, con chim chỉ. Còn Elon Musk là người người xám. Còn ông Võ Hoàng Yên á, là con chồm, con chồm có chút bẻ vậy mà biến ra thành Võ Hoàng Yên. Còn tôi làm mà thôi dám nói từ từ đi sẽ biết ở đây nhiều cờ cốt cứ cười trò thôi. Ủa mày chở thuốc trong nhà tao trước đây tôi giữ cái ta con người chúng ta nó không phải là con người mà ẩn ở phía bên trong cái pinnacle trong cái trong đầu mình á, Mỹ nó có cái cục giống như cái trái dương vậy đó. Cái đó là mà tại vì mình uống nước fluoride nhiều quá cho nên nó mờ, cho nên mình không có mở thiên nhãn thông được. Mở thiên nhãn thông là mở trên đầu chứ không phải cầm mắt nha con. Thì cái đó nó bị mờ, làm cho người mình không có thấy được người kia là cốt gì, hay là suy nghĩ cái gì, hay làm cái gì. Chứ những người tu tập thì người ta clear được cái đó, người ta mới thấy được. Nhưng mà giống như từ đầu tôi nói, cha là một cái sân chơi cút bắt không biết gì hết mà đi từ tâm trở lại, tâm đi theo cái tự tánh mình trở lại là về trời thì mới là đúng. Chứ còn cho biết cái này cho biết cái kia cũng như không. Nếu mà sư phụ mà từ ngày đầu mà lúc mà đi tu cũng cả mấy gì đâu, chưa có gỡ cái wifi ra, chưa đâu có biết, thì mình phải tự cái tánh nó mới có núi Thiên Long Sơn, có chùa rồi mới có tới ngày hôm nay. Chứ bây giờ làm chủ mình sướng, tự nhiên ấy, bỏ vợ bỏ con ấy, cho hết tài sản đi tu, có ai làm chuyện kỳ cục. Cái này lại giới thức mình nó lái mình như GPS vậy, bấm vô xe Tesla chạy tự động, nó mở bài vậy, bấm nút autopilot. Chứ sự hữu lúc con không có control được. Tuổi thanh xuân, thanh niên, tham vui, tao không đi quán nhậu đi, không đi cặp bồ cho đã. Sư phụ là người có tiền mà ở vùng này là tuổi trẻ nhất á, muốn gì cũng có luôn. Mà tự nhiên á muốn đi tu à, năm 2007 ai cũng trời ơi giật mình. Mấy nhân viên nó quản hồn, tôi nguyện theo anh cả đời làm lính của anh mà anh nhìn bỏ đi tu, thời đất ngộ lắm. Đến lúc mà mình làm gì mình không có tự chủ được. Thì cái sân này là cái sân bịt mắt, cút mắt. Thì từ đó đó, công đức cũng đi từ cái bịt mắt này. Mình không biết mà mình làm đúng thì cha thương mình. Cũng giống như buổi lễ, mình thành tâm, đứa nào làm gì cắm hoa từ cái hoa Mỹ Hạnh này, Trinh hay là Thảo hay là cả đống mấy đứa này là bảy rồi á, thì làm cái gì vô mấy gì biết hết, mấy gì kể cho nghe mà trội lắm, đệ tử giỏi,
năm nay là tuyệt vời. Dù hỏi vị nào, dù vị nào cũng khen mấy con đó. Chân đàn ổng khen khen luôn mà. Không có danh từ nào diễn tả bằng chữ tuyệt. Ông nói vậy ơi. À, ổng đây, ổng đứng hết trơn. Tức là năm nay coi là vui á. Cha cũng vui, mấy gì cũng đều vui. Nhưng mà mấy về kêu mấy con lo lo cũng phải cảm ơn ông thằng mưa thằng gió ngày bữa đó. Phải ông có quan trọng lắm, ông làm đảo lộn nữ thiên nhiên chút xíu á thì cũng là không có đúng. Hay giống như bây giờ tự nhiên cái lịch trình của ổng tự nhiên kêu ổng ngừng vậy thì những cái nơi khác nó bị ảnh hưởng, không biết không, mình cũng không có đúng. Ổng ngừng nước chỗ này thì chính nước kia nó dâng lên sao, ổng phải làm sao điều hòa cái địa cầu mà. Chỉ vì mình có mấy tiếng mà ông ngưng bữa đó. Bữa nay ông đổ mưa lại nữa. Ngày hôm qua ông đổ lại không bù lại. Thì cả 400-500 đứa còn có hiện diện ngày 19 tháng 2 ngày Vía Quan Thế Âm, chứng kiến bằng mắt luôn là một cái núi linh thiêng số 1 trên thế giới ngoài Hồng Kông. Còn hộ lại thì mấy con có lòng tin thì mấy con biết, nhưng mà trước mắt mấy con thấy ngoài chuyện Mỹ Mỹ được mạng Đà La, tức là những vị Bồ Tát đó đến để mà blessing, thấy cùng một lúc song song hạ lên mới thằng Facebook rồi tự nhiên nó về ngành khai thác YouTube để nó đưa cái thế giới chúng ta một cái tầng văn minh lên. Thụ cũng là về di mạch chip là của cái này. Tại sao cha không cho thụ là về di mạch chip nó đi, tại chip nó có rồi, nó có Intel, có Đài Loan rồi không. Mà tại sao tự nhiên cái thằng chip mà lại thảy ra thằng gõ mỏ? Bây giờ cuối cùng con nghĩ cái thằng gõ mỏ với cái thằng Facebook với cái thằng xe điện Tesla, thằng nào quan trọng hơn? Cái thêm ông Tướng Trâm, trời ơi! Bây giờ con nghĩ Tướng Trâm sau này dĩ nhiên là ổng là cái máy cài của sư phụ, ổng thấy cài rượu gì nữa. Nhưng mà người ta sẽ nhắc ổng trong những cái thư viện chừng vài chục năm là cùng. Cái này sẽ đi 3.000 năm, không có ngày nào mà trên thế giới không có hàng triệu người kêu tên sư phụ Kiệt ơi, con còn ở dưới này. Nhất là cái anh phải không, con còn mê trang cho nên con còn ở đây. Sư phụ hứa kéo con về mà. Kiểu được không? Thì sẽ lưu truyền 3.000 năm cái thiên lòng trời, cái dấu hiệu này. Mỗi một người nó có cái role như thế gian chúng ta y như vậy thôi, giống như một công xưởng, giống như một cái tổ chức, giống như một cái quốc hội hay là một cái quân đội, đều có hàng ngũ, người nào làm chuyện gì ra chuyện đó. Hôm nay mấy con học được cái gì làm cái gì thì mấy con thu nhặt được thì về trời á mình cũng làm giống như vậy, mà làm cái khó hơn cao hơn. Con người chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ những sự thăng tiến. Trở về trời cũng không có ngừng nghỉ, ở trển cũng có cần phải thăng tiến lên nữa. Thì dưới trần cũng vậy. Sư phụ đóng vai như kiểu này thì cha cho đóng vai. Còn những ông anh của sư phụ, mấy ông giỏi về mấy chuyện khác thì cha cho mấy chuyện khác. Còn sư phụ chuyên viên lập đạo, kinh qua địa cầu này sư phụ không thể nói hết, cha nói hầu hết tất cả các đạo từ bao nhiêu chục nghìn năm nay qua địa cầu là do cha sai sư phụ xuống lại một cái nhiệm vụ thôi, cấy một cái hạt giống xuống. Cái đạo Ấn Độ, cái đạo Sinh, cái đạo Hồi, đạo Sinh mà của Ấn Độ bây giờ nó nhiều, hàng 500-700 triệu người.
sự cái ông đó tên gì quên, con coi là lịch sử. Ông có một người bình thường á, lúc đầu ông đâu biết ông là ai, rồi ông là người bưng giác rồi. Đến lúc ông nói những cái lời hay với đẹp, người ta theo ông, người ta đặt cho cái đạo nó tới rồi. Ông nói nắm đổ, đạo sinh á, cũng là thờ về thượng đế. Tất cả các đạo nào mà nói về thượng đế thì nó hợp với cái giai của thượng. Hôm nay cái giai này nó cũng giống vậy, nhưng mà nó kèm thêm chút là set một cái base, set một cái nơi trung tâm để mà liên lạc với thiên đình. Đó là núi Cấm, đó là nước Việt, cho nên nó có cái nửa đời nửa đạo, chứ nó không phải là đạo không. Cho nên nhiệm vụ kỳ này á, nó kèm theo như một cái điều khoản đó. Nhưng mà những lần trước á, nó không có cái điều khoản về đời á, thì mấy chư thiên ở trên trời không có cần phải rớt lịch lịch xuống đây thì xuống gieo cái đạo đi về, thấy không? Đóng phim cũng như điệp viên 007 vậy, vô làm nhiệm vụ xong rồi mình đi về. Còn kỳ này nó có đời có đạo, cho nên vụ mang xuống đây á, cái ban bệ họ nói gì chứ khoảng nhiều người, ô nhiều lắm, nhiều nghìn người lắm thì ngồi đây nè, nhiều lắm, mà ở bên Việt Nam nhiều lắm chứ không phải một mình cái bộ làm được. Thì sau này những họ thiên ra để mà lãnh đạo nước Việt á, và giúp cho nước Việt á, thì cũng được phần đạo. Nên kỳ này đúng là nguyên một cái đại ban, chứ không có đi lẻ loi. Trong đó còn khói không mình? Ok, giờ đóng ngồi đi.